hiệu đài hóa văn bản vũ văn điển thượng phụng Phật thánh tôn thần hiến cúng cầu âm siêu dương thánh quân an lợi làn sự kim thần trai chủ cô tử Trần Văn Thành thôn tử Trần Thị Kính nữ tử Trần Thị Hà Trần Thị Hương tế tử Nguyễn Văn Long Trần Trinh Chiến dưỡng tử Phạm Thị Thúy Hiền Nguyễn Quang Hưởng cung thừa mẫu bệnh chính thất Nguyễn Thị Thanh thứ thiếp Nguyễn Thị Thanh Tâm hiệp đồng Dương Môn Nguyễn Đảng Hóa Âm Vong Linh Trần Quyết Thắng Vong Linh Nguyên Bản Sinh Linh Sửu Liên Thủ Hưởng Thọ Dương Thế Bát Thập Thất Thuế Đại Hạng Quý Mao Liên Thập Nhất Nguyện Thất Nhật Mùi Bài Lương Bạch Nhà Trung
đời là chốn bề sâu, khác chi thuẫn phiêu vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếp sống phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi, biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Thank you.
ngồi lấy đạo lễ trị điều và đến nghiệp cụ trần quốc thắng xin phép được bắt đầu. Thưa Tam Quyến, nhà văn hóa thành phố Hà Nội xin có lời chiều buồn cùng Tam Quyến. Kính thưa nguyên mộ cụ trần quốc thắng, thưa toàn thể Tam Quyến, hôm nay nhà văn hóa thành phố Hà Nội chúng tôi vô cùng xúc động khi được phục vụ tổ chức lễ đăng lễ truy điệu và lễ biệt cụ trần quốc thắng hóa thân về cõi vĩnh hằng. Thưa Tam Quyến, tôi xin thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên nhà văn hóa thành phố xin đề nghị toàn thể các quý vị có mặt trong buổi tăng trường ngày hôm nay hãy dành một phút mặc niệm về tiền cụ, một phút mặc niệm bắt đầu.
Vâng, cảm ơn anh ạ.
trước chú để bên xe chưa? Chú để xe cặp. Để rơi nguy hiểm lắm nhá. Bỏ chưa đây? Không ơi, anh bỏ bắt cơm đây chưa cơm nhá, mời cầm cái đó. Đấy đấy. Có ai đi trên này không? Bắt cơm nhá. Đừng để nó rơi nhá. Bỏ trước. Được chưa? Tốt. Trước 5 giờ là được. Đúng rồi. Vâng. Trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ xa, Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là sa
xin được làm con ngoan, vui sống bên cha lành. Xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha lành. Xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô, đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bế sầu. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể các quý vị. Hôm nay, gia đình và họ tộc đưa cụ Trần Quyết Thắng từ Hà Nội đưa tức là hương cốt ấy, và vong linh của cụ Trần Quyết Thắng từ Hà Nội về năng mộ quê nhà tại Nghĩa Đông. Hôm nay, xin báo cáo với toàn thể các quý vị là tiếp theo chương trình tổ chức cái phung viếng cho cụ. Xin trân trọng kính mời họ tộc của xã Nghĩa Đông nên có cây hoa để phung viếng cụ. Xin kính mời họ tộc. Con cháu gia đình mục đích là quý nhất nên có cây hoa cũng biết. Bạn bè anh em trên cái Thái với anh em
Kính thưa toàn thể các quý vị, hôm nay gia đình và họ Hà Mạc chúng tôi đưa cụ Trần Quyết Thắng từ Hà Nội về quê nhà tại Năng Mộ ở Nghĩa Lâm hôm nay. Trước tiên xin đại diện cho gia đình xin cảm ơn các quý vị đại biểu và toàn thể các cụ các bà đã đến dự cái hạ cốt và làm lễ tại Năng Mộ chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả. Bây giờ xin đại diện cho gia đình xin kính mời tất cả các quý vị và các vị đại biểu đứng lên một phút làm lễ. Xin mời các quý vị một phút tưởng niệm cụ Trần Quyết Thắng. Bắt đầu. Nước nhớ
ông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.